ra tới đứng nhìn nè. Ba. Ơi. Con nhìn thấy chùa Long Sơn luôn kìa ba. Đâu? À đúng rồi, hay quá ta. Nó nhìn thấy chùa Long Sơn luôn. Đâu? Đó, ở thằng đó. Long mà, con gì là chùa. Anh Long mà có cái hộp xuống nước là vui luôn. Chạy cho Long Sơn cho mẹ kìa. Ừ. Thầy thế dạ. Ủa bên này cũng một bên. Thôi nó rẻ mà. Ở đằng kia có cái gì người ta thả phao tròn tròn nó không biết nữa. Lễ hội vậy nè. Không biết rồi. Cái gì? Cầu cột. Cầu cột dưới biển thôi. À. Lại lên lên cột xuống dưới biển. À, chơi thể thao hả? Một chút. Ôi em. À. Em mốt là chạy đó đi. Tháp chè. Long có thấy sân bay phía sau không? Phía sau là có cái sân bay đó, sân bay cũ á, sân bay Nha Trang cũ hồi xưa đó. Mà lúc đó mình ở góc khác. Ừ.
không trời. Ngủ từ mấy giờ? Từ 1, 12 giờ phải không? Một mấy hả? Nhảy đi, nhảy cái đùng xuống luôn đi. Sáng dậy lên tắm. Hồi số sáng thì tắm biển sướng hơn. Đâu, sáng dậy là 5 giờ đi qua biển cơ. Thì đó, 5 giờ xuống dưới biển tắm sướng hơn. 5 giờ lên đi tắm mới là xuống này. Thì đi qua bên kia tắm biển không còn gì nữa. Mày tắm biển thôi. Ở bên kia thì tắm đẹp luôn. Nhưng mà ở bên kia